Dương vật bao quy đầu bị sưng do đâu? Trên thực tế, hiện tượng dương vật bao quy đầu bị sưng khởi phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có thể do dị ứng với xà bông tắm, chấn thương, quan hệ tình dục mạnh bạo. Tuy nhiên, phần lớn tình trạng này đều bắt nguồn từ các bệnh nam khoa nguy hiểm. Chúng ta sẽ cùng điểm qua 4 trường hợp bệnh lý phổ biến sau đây. Thứ nhất là dài hẹp bao quy đầu. Khi mắc phải bệnh lý này thường khiến cho quy đầu cậu nhỏ bị bít chặt, khó kéo lên hoặc tuột xuống, từ đó khiến cho bao quy đầu bị sưng đau, khó chịu vô cùng. Thứ hai là viêm bao quy đầu, bệnh chủ yếu do vi khuẩn, virus tấn công gây viêm nhiễm, khiến cho cậu nhỏ bị sưng, kèm biểu hiện ngứa ngáy, lở loét, đau rát, tiết mủ có mùi hôi khó ngửi. Thứ ba là do mụn rộp sinh dục, do virus HSV tấn công gây nên các nốt mụn nước, khiến cho da bao quy đầu bị sưng, để lâu dần sẽ khiến cho nốt mụn bị vỡ, gây lở loét, đau đớn dữ dội. Thứ tư là do bệnh lậu, lây nhiễm chủ yếu qua đường tình dục, thiếu an toàn. Ngoài biểu hiện dương vật bao quy đầu bị sưng, người bệnh còn bắt gặp một số triệu chứng khác như đau ở dương vật, đau dọc đổ liệu đạo, đầu cậu nhỏ tiết dịch mủ trắng đục, có mùi hôi khó chịu, cơ thể mệt mỏi, nóng sốt. Phòng khám đa khoa Hoàng Cừu, nơi bạn an tâm chia sẻ mọi bệnh lý.